Xin chào các bạn, trong tập 61 Skibidi Toilet, nhà sản xuất vừa cho ra mắt một nhân vật nữ mới. Chính vì lý do đó mà hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn một video phân tích toàn bộ sức mạnh của bộ ba nhân vật nữ quyền lực nhất trong Skibidi Toilet tính đến thời điểm hiện tại. Các bạn có mong chờ không nào? Trước khi đến với video đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh để công nhận quá trình nỗ lực của mình nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng đến với video ngay thôi nào. Đầu tiên hãy đến với phần mô tả và sự xuất hiện lần lượt của các nhân vật này. Mình sẽ lần lượt giới thiệu các nhân vật theo thứ tự các tập mới nhất nhé. TV Woman xuất hiện trong tập 49 với một vóc dáng và dáng người mảnh mai, cùng một bộ đồ đen sang trọng, lịch thiệp. Toát lên khí chất lãnh đạo đầy bình tĩnh, TV Woman đã làm cho trái tim của triệu người xao xuyến với vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Đến với tính cách, ta thấy được vẻ ngoài đã nói lên được tính cách của cô. Với một vẻ ngoài điềm đạm, lạnh lùng pha chút vô cảm, TV Woman đã cho người xem thấy được một sự lạnh lùng đến ớn lạnh và cuối cùng là tan nát con tim. Không nói đâu xa, chính anh chàng camera cũng đã say đắm như điếu đổ cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cũng không ngần ngại mang cô ra ngắm. Tuy nhiên, kết cục của kẻ si tình là TV Woman đã từ chối một cách lạnh lùng khi rời đi mà chả nói câu nào. Nói đến đây thì anh em có thấy tan nát cõi lòng khi bị người yêu mình từ chối thẳng thừng không nhỉ? Nhân vật này còn lạnh lùng đến mức trong tập 57 sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ giải cứu phát ngôn viên, cô đã từ chối giải cứu anh chàng từng đắm say mình. Và sau đó là rời đi với không một cái liếc nhìn. Thôi thì tôi cũng chỉ biết nói chia buồn với anh chàng. Về năng lực, ta thấy được nhân vật này có rất nhiều năng lực. Đầu tiên là năng lực đóng băng kẻ thù, thứ hai là năng lực đốt cháy kẻ thù bằng ánh sáng, thứ ba là tách đầu để làm tê liệt kẻ thù trên diện rộng, cuối cùng là khả năng dịch chuyển tức thời đến một địa điểm nào đó. Đến với nhân vật tiếp theo, Camera Woman. Camera Woman xuất hiện trong tập 52 với một diện mạo và tính cách khác biệt hoàn toàn so với TV Woman. Với một lời khen bằng một dấu hiệu cực kỳ là ngưỡng mộ với cameraman, đã cho ta thấy được tính cách của nhân vật này vô cùng gần gũi, thân thiện và nhẹ nhàng. Sao mà nó khác hẳn với TV Woman thế nhỉ? Về sức mạnh, ta thấy nhân vật này có thể tiêu diệt kẻ thù ở tầm xa bằng cách ngắm bắn chuẩn xác vào mục tiêu ở diện rộng. Bắn ra vô số viên đạn mà không một cái chớp mắt. Kết thúc trận đấu mà chẳng cần camera man ra tay. Quả là đúng với câu nói, chị đẹp nhưng chị chả yếu phải không mọi người? Đến với nhân vật thứ ba, Speaker Woman, trái với TV Woman có phần lạnh lùng, Camera Woman có phần nhẹ nhàng và điềm tĩnh thì Speaker Woman lại có phần năng động, vô tư, hoạt bát hơn rất nhiều. Cụ thể là sự xuất hiện một cách không thể nào nổi bật hơn ngay trong cuộc chiến. Với những bước di chuyển theo nhịp điệu đầy nghệ sĩ, ta thấy được tính cách của cô nàng có phần năng động hơn rất nhiều. Tuy nhiên sự xuất hiện của cô không phải để làm màu cho trận chiến, nó được thể hiện ở cách cô vận dụng năng lực của mình để kết liễu kẻ thù. Ngoài ra, Speaker Woman chắc hẳn là một tín đồ của thời trang hiện đại. Khi cô chọn cho mình một bộ vest đầy lịch sử, dưới chân là một đôi giày cao gót, thêm vào đó cô còn chọn một bộ đồ trùng với màu loa của mình. Quả là một con người có gu thời trang rất thẩm mỹ phải không nào? Về sức mạnh, trái với một Speaker Woman có phần năng động trong công việc lại là một Speaker Woman tự tin và điềm tĩnh trong chiến đấu. Hãy nhìn cái cách cô chiến đấu với kẻ thù, chúng ta sẽ biết được điều đó. Giống với những nhân vật nữ khác, Speaker Woman có những năng lực rất là đặc biệt. Đầu tiên phải nói đến bộ loa cách âm cực kỳ xịn sò, thứ hai là một đôi mắt đặc biệt vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ thù, thứ ba là sóng âm cực mạnh để phản lại đòn tấn công, và cuối cùng là sử dụng ám khí là hai con dao cùng với lực đẩy của sóng âm để làm mù mắt của kẻ thù. Kết thúc trận đấu một cách chóng vánh ngay khi bài hát vừa dứt lời. Trên đây là lời mô tả về tính cách của các nhân vật, trước khi đến với phần tiếp theo hãy cùng chấm điểm cho các nhân vật này nhé. Theo như mình thấy dựa trên kinh nghiệm tán gái của bản thân thì mình chấm 80/100 cho TV Woman, 90/100 cho Camera Woman, 100/100 cho Speaker Woman. Vâng, đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình, nếu bạn có suy nghĩ khác thì để lại bên dưới phần bình luận nhé. Nào hãy cùng đến với những phân tích tiếp theo thôi nào. Tiếp theo hãy đánh giá sức mạnh dựa trên các yếu tố để tìm ra nhân vật nữ mạnh nhất thôi nào. Đầu tiên hãy cùng đến với TV Woman, về tấn công trên diện rộng, mình đánh giá nhân vật này 9 điểm với khả năng tiêu diệt mục tiêu cùng một lúc. Với khả năng đóng băng và đốt cháy kẻ thù, cô có thể dễ dàng tấn công tất cả kẻ thù trên diện rộng mà không mất quá nhiều thời gian. Về khả năng giết nhân vật chủ chốt, 10 điểm. Hãy nhìn cái cách cô kết liễu một nhân vật cấp cao đi. Thật nhanh chóng và dễ dàng. Khả năng hỗ trợ đồng đội, 5 điểm. Sở dĩ có số điểm thấp như vậy là do cô đã bỏ mặt một đồng đội của mình ở cuối tập 57 khi đồng đội của mình đang thoi thóp. Đây sẽ là một điểm yếu chí mạng đối với Speaker Woman khi độc lập chiến đấu một mình. Hãy nghĩ xem khi cô gặp khắc tinh của mình, nếu lúc đó không có sự hỗ trợ của các đồng đội thì lúc đó kết quả sẽ ra sao? Đến với Camera Woman thì mình không đánh giá quá cao nhân vật này từ cái cách cô thể hiện và chiến đấu một cách nghiêm túc. Khả năng tấn công trên diện rộng, 10 điểm. Với một khẩu đại pháo cô có thể bắn liên hoàn đạn vào những kẻ thù nhỏ và kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng. Về khả năng giết các nhân vật chủ chốt, 5 điểm. Sở dĩ có một số điểm thấp như vậy là cô sử dụng vũ khí và trang bị khá đơn giản. Chỉ là một khẩu pháo và những viên đạn để giết hàng loạt kẻ thù. Đặc điểm này chỉ giúp cô kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng chỉ với những kẻ thù cấp thấp. Tuy nhiên nó lại giới hạn khả năng giết kẻ thù chủ chốt ở những trận đấu lớn.
Hãy nghĩ xem một trận đấu có nhiều kẻ thù mạnh thì kết cục của cô sẽ như thế nào. Về khả năng hỗ trợ đồng đội, 10 điểm. Nhân vật này không có điểm gì phải chê về khả năng này. Khi camera man chưa kịp làm gì thì cô đã kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng. Và đây rồi, Speaker Woman. Khả năng tấn công trên diện rộng, 6 điểm. Cô không có khả năng đặc biệt như TV Woman với đóng băng và làm tê liệt kẻ thù, Camera Woman với khẩu pháo tấn công trên diện rộng. Mà đơn giản chỉ là phản đòn và ám khí. Khả năng giết các nhân vật chủ chốt, 10 điểm. Hãy nhìn cái cách cô kết liễu tên Skibidi xuất hiện trong tập 61. Thật nhanh chóng và lạnh lùng. Khả năng solo 1-1 này giúp cô có thể chiến đấu và kết liễu với những tên cầm đầu. Khả năng hỗ trợ đồng đội, 6 điểm. Cô dường như không thể hỗ trợ đồng đội trong các trận đấu tổng lực bởi vì không có quá nhiều khả năng đặc biệt. Vâng, trên đây chỉ là tất cả các tiêu chí khi đối đầu với kẻ thù của cả ba cô nàng. Hãy so sánh sức mạnh của cả ba khi đối đầu trực tiếp thôi nào. Đầu tiên TV Woman đối đầu với Camera Woman, không nói các bạn cũng biết ai thắng rồi đúng không nào? Tất nhiên là Camera Woman thắng, mà là thắng trong mơ. Với sức mạnh đốt cháy và làm tê liệt kẻ thù thì chắc chắn những viên đạn nhỏ nhoi của Camera Woman không làm được gì rồi đúng không nào? 10/0 dành cho TV Woman. Speaker Woman và Camera Woman, 10/0. Mình nghĩ Camera Woman khá là yếu khi chỉ sử dụng được một khẩu pháo khá là đơn giản, mà khả năng của Speaker Woman là phản lại các đòn đánh. Vì vậy khi đối đầu trực tiếp thì Camera Woman chắc chắn là không có cửa với Speaker Woman. TV Woman và Speaker Woman, 10/3 dành cho Speaker Woman, khả năng làm tê liệt kẻ thù bằng ánh sáng vô hiệu với Speaker Woman. Nếu hai nhân vật này đối đầu trực tiếp thì theo mình nghĩ TV Woman chỉ thắng 3 trận nhờ vào khả năng dịch chuyển và tung ám khí làm bị thương Speaker Woman. Vâng, hãy đến với tổng kết điểm để xem ai là hoa hậu của hôm nay nhé. Camera Woman xếp ở vị trí thứ 3 với 25 điểm. Nhân vật này sắp tới không biết sẽ được nhà sản xuất trang bị thêm sức mạnh hay không. Nhưng với sự thể hiện này thì cô có phần quá lép vế so với hai cô nàng còn lại. TV Woman 37 điểm, hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 2. Thật sự nhân vật này mình đánh giá rất mạnh và rất là khó bị đánh bại. Bởi vì khi gặp đối thủ quá mạnh, cô có thể di chuyển nhanh chóng đến một vị trí mới để bảo toàn mạng sống của mình. Vâng, hãy cùng tổng kết điểm của Speaker Woman để xem ai sẽ là hoa hậu. Và đây rồi, Speaker Woman 42 điểm giành vị trí hoa hậu. Với nhân vật này mình không có gì để chê kể từ khi cô được giới thiệu. Tuy nhiên ở các trận đấu tổng lực thì khả năng giết nhiều kẻ thù cùng một lúc sẽ bị giới hạn. Và việc nhiều kẻ thù tập kích cô cùng một lúc sẽ là một điểm bất lợi đối với nhân vật này. Tất cả trên đây chỉ là những so sánh chủ quan của cá nhân mình. Hãy để lại cho mình một like và hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho video của mình.